Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính. Sự kiện toàn sao hút 25 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden. Quân đội Nga tung bằng chứng tiếp tục phá hủy thêm một siêu tăng của Mỹ. Nga phóng UAV ồ ạt, tập kích Ukraine quy mô lớn ngay trong đêm. Ông Zelensky đích thân thị sát phòng tuyến mới ở phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ thua Nga nếu không có Mỹ giúp. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn gấp rút nhất với rất nhiều thông tin mới. Đáng chú ý khi mới đây, Tòa án New York của Mỹ đã đồng ý cho cựu Tổng thống Donald Trump hoãn nộp khoản tiền phạt 464 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện liên quan tới thổi phồng giá trị tài sản. Đổi lại, ông sẽ phải trả khoản phí bảo lãnh 175 triệu đô la Mỹ trong 10 ngày. Thế nhưng đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thừa nhận tổng số tiền mà chiến dịch của ông gây quỹ được sẽ không thể bằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trong khi đó, chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được cú hích nhờ sự hỗ trợ của hai người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Liệu đây có phải là cú hích để Tổng thống đương nhiệm Joe Biden giành được chiến thắng và dễ dàng ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tiếp theo? Tại sự kiện gây quỹ ở New York, ông Clinton và Obama đã cùng xuất hiện với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden với mục tiêu vận động hơn 25 triệu đô la Mỹ và tạo ra một số động lực cho chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden. Cuối tuần trước, ông Barack Obama đã dành nhiều giờ nói chuyện với Tổng thống Joe Biden trong phòng ăn của Nhà Trắng. Không khí vui vẻ đã bao trùm căn phòng khi ông Obama và Tổng thống Biden cùng kể những câu chuyện cười. Cuộc gặp gỡ này như một cuộc hội ngộ nhỏ giữa hai nhóm phục vụ Tổng thống vốn đã thân quen. Nhiều người trong số họ đã biết nhau từ khi còn ở Nhà Trắng dưới chính quyền của ông Obama. Tuy nhiên, đó không chỉ là cuộc tái ngộ của hai người bạn cũ. Trong những tháng gần đây, ông Obama đã nói với các cộng sự rằng ông tin tưởng cuộc tái đấu sẽ ngày càng quyết liệt giữa ông Biden với đối thủ Donald Trump vào tháng 11, giống với cuộc bầu cử 4 năm trước. Ông nhấn mạnh cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là thời điểm mà tất cả phải cùng chung sức. Và tuần trước, ông Obama đã trở lại đại lộ Pennsylvania để gặp Tổng thống Biden. Các nguồn tin cũng tiết lộ ông Obama và ông Biden vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Cựu Tổng thống Mỹ Obama vẫn giữ liên lạc trực tiếp với một số quan chức hàng đầu của Nhà Trắng, bao gồm tránh văn phòng Tổng thống Jeff Zients, người từng làm việc trong chính quyền của ông. Ông Obama cũng thỉnh thoảng giúp đỡ ông Biden kể từ khi Tổng thống đương nhiệm thông báo tái tranh cử vào năm ngoái. Cựu Tổng thống Obama dự kiến sẽ tham gia nhiều hơn nữa vào chiến dịch tranh cử để hỗ trợ ông Biden khi chiến dịch bước vào giai đoạn sôi động và quyết liệt hơn. Không thể phủ nhận việc ông Obama giành được cảm tình lớn với tư cách là một trong những thành viên đảng Dân Chủ nổi tiếng nhất. Theo nhóm vận động của ông Biden, các hoạt động gây quỹ có sự góp mặt của cựu Tổng thống Obama cho đến nay đã huy động được hơn 15 triệu đô la Mỹ. Các sự kiện gặp gỡ Tổng thống có sự góp mặt của hai ông Biden và Obama đã thu về khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần so với ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Lợi thế tài chính đó cho phép ông Biden đi khắp cả nước để vận động cử tri và quyên góp được nhiều tiền hơn. Kể từ sau khi đọc thông điệp liên bang hôm 7 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Biden đã xuất hiện hàng tuần ở các bang chiến trường để vận động tranh cử. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump lại đang gặp khó khăn về tài chính khi chỉ được tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất kể từ khi giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào ngày 12 tháng 3. Thay vào đó, ông Trump xuất hiện tại các tòa án để giải quyết một loạt các vụ án hình sự của mình và những rắc rối pháp lý đã làm phức tạp lịch trình vận động chính trị của ông Trump. Các nhà tài trợ lớn vẫn có thể bơm thêm tiền vào chiến dịch của ông Trump, bao gồm cả buổi gây quỹ ngày 6 tháng 4 dự kiến tại Palm Beach. Tuy nhiên, sự tương phản giữa lịch trình của Tổng thống Biden và ông Trump cho thấy điểm yếu của Đảng Cộng Hòa khi bước vào cuộc tổng tuyển cử được cho là sẽ kéo dài và tốn kém. Mặc dù vậy, hãng Fox News ngày 27 tháng 3 công bố kết quả khảo sát cho thấy ông Trump đã giành được 50% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đương kim Tổng thống Biden giành được 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng. Đây cũng là cách biệt lớn nhất mà ông Trump giành được trước đối thủ Đảng Dân Chủ trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc của Fox News. Hạ
Hãng tin Sputnik của Nga ngày 28 tháng 3 đưa tin, quân đội nước này đã loại bỏ thêm một xe tăng Abrams gần Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc xe tăng Abrams thứ 5 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần thị trấn Vodichi, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong một cuộc tấn công do nhóm lực lượng trung tâm tiến hành. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đối phương đã mất tới 95 binh lính, 3 xe tăng, trong đó có một xe Abrams do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 phương tiện mô tô, 2 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 khẩu pháo D-30. Thống đốc vùng Orion Andrei Klitschko xác nhận, kể từ những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự, chúng tôi đã liên tục tương tác với các lực lượng Nga, bao gồm cả các chiến binh của lữ đoàn đặc nhiệm. Gần đây chúng tôi đã đến thăm lữ đoàn cận vệ số 3 và tặng họ một chiếc xe bọc thép. Hôm nay họ đã phá hủy một chiếc xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của mình trên tiền tuyến và đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Avdiivka thuộc Donetsk. Các xe tăng Abrams đã xuất hiện trên tiền tuyến vào cuối tháng 2 năm 2024, trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga sau khi Avdiivka thất thủ. Một lô 31 xe tăng M1 Abrams đã được Washington cam kết cung cấp cho Kiev vào đầu năm ngoái, trước cuộc phản công của Ukraine. Việc chuyển giao chỉ được thực hiện đầy đủ vào giữa tháng 10, khi đà tiến công của Ukraine phần lớn đã cạn kiệt. Lớp giáp dày khiến các xe tăng Abrams trở nên nặng nề, nhưng động cơ mạnh mẽ giúp nó di chuyển dễ dàng. Trước đó, xe tăng này được kỳ vọng sẽ mang đến yếu tố bất ngờ nhất định trong cuộc giao tranh, và xét về khả năng tấn công, nó được thiết kế để đánh bại xe bọc thép Liên Xô. Tuy nhiên, Abrams không phải không có những thách thức của riêng mình. Động cơ của xe tăng này ngốn nhiều xăng và nó cần được bảo trì phức tạp. Điều này gây ra vấn đề đối với các tuyến hậu cần vốn đã bị kéo căng của Ukraine. Ngày 29 tháng 3, phòng không Ukraine đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ bị không kích sau khi phát hiện chiến đấu cơ MiG-31K mang tên lửa Kinzhan cùng hàng loạt UAV của Nga đã xuất kích. Tờ Ukrainska Pravda đưa tin, vào lúc 4 giờ 50 phút sáng ngày 29 tháng 3 theo giờ địa phương, phòng không Ukraine đã phát cảnh báo khẩn cấp cho biết các máy bay tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhan giao găm đã cất cánh từ sân bay Svastlyka ở Nga. Ít nhất 3 chiếc MiG-31K được phát hiện. Khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 3, Ukraine xác nhận rằng tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ máy bay Tu-95MS. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo Nga tiến hành cuộc không kích quy mô lớn và cho biết UAV tấn công và tên lửa đang trên đường bay. Cụ thể, trong đêm ngày 28 tháng 3, quân đội Nga tung hàng loạt máy bay không người lái tấn công vào Ukraine theo nhiều hướng. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, mối đe dọa được báo cáo ở Sumy, Kharkov, Chernihiv và Poltava. Sau đó, máy bay không người lái bay đến từ phía nam. Mối nguy hiểm vẫn tiếp tục xảy ra đối với Dnipropetrovsk, Kherson, Nikolaev và Zaporizhia. Trong cảnh báo đầu tiên được phát đi lúc 21 giờ 57 phút ngày 28 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết các UAV tấn công của đối phương đang di chuyển trong vùng Poltava theo hướng Cherkasy, ở Chernihiv, Sumy theo hướng Tây Nam, ở Nikolaev theo hướng Kirovograd và trên biên giới của vùng Kharkov và Dnipropetrovsk. Ngoài ra, các UAV của đối phương xuất hiện ở biên giới hành chính vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk đang bay về hướng Tây. Một nhóm UAV từ Kherson đang di chuyển về hướng Dnipropetrovsk. Lúc 22 giờ 11 phút, mối đe dọa tấn công của UAV đã được báo cáo ở khu vực Kiev. Mối đe dọa cũng được báo cáo ở khu vực Kirovograd, lực lượng phòng không Ukraine hoạt động trong khu vực. Vào 23 giờ 35 phút, tên lửa dẫn đường được báo cáo xuất hiện ở Dnipropetrovsk theo hướng Bắc, sau đó có thêm tên lửa bay về phía Kamyanskoye. Vào 0 giờ 5 phút sáng ngày 29 tháng 3, xuất hiện các UAV tấn công từ Nikolaev và Kirovograd theo hướng Vinnytsia. Đến 1 giờ 50 phút, nguy cơ tên lửa đã xuất hiện ở khu vực Kharkov, tiếp đó là hoạt động của máy bay chiến thuật Nga ở phía đông. Quân đội Ukraine cảnh báo có mối đe dọa sử dụng vũ khí trên không. 3 giờ 48 phút, có mối nguy hiểm về tên lửa ở khu vực Sumy và Chernihiv. Sau đó, Ukraine xác nhận rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Quân đội yêu cầu người dân không bỏ qua các tín hiệu không kích và tìm chỗ ẩn nấp. Tiếp đó là hàng loạt các cảnh báo về tên lửa hành trình xuất hiện ở Kharkov, Dnipro, Sumy, Poltava, Cherkasy, Kiev, rồi đến Vinnytsia. Cảnh báo mới nhất là lúc 4 giờ 55 phút, MiG-31K đã xuất kích và có thể đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã đích thân đến thị sát các tuyến phòng thủ mới được xây dựng ở phía đông đất nước. Kiev Independent dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết,
ngày 27 tháng 3 vừa qua, ông Volodymyr Zelensky đã đích thân tới thăm tỉnh Sumy nhằm thị sát việc xây dựng các công sự gần trung tâm khu vực. Tổng thống Zelensky được cho là đã kiểm tra các chiến hào, hầm đào, các trạm quan sát, chỉ huy và hỏa lực. Ông cũng nhận được báo cáo tóm tắt về dự án xây dựng một cứ điểm trung đội gần tỉnh Sumy. Dự án này bao gồm các công trình bê tông cốt thép, các vị trí bắn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, cũng như các hầm trú ẩn bằng tôn. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến thăm các vị trí của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Riêng biệt số 117. Các chỉ huy đã báo cáo về tình hình tổ chức phòng thủ trên 3 tuyến biên giới, tỷ lệ lực lượng, trang thiết bị, vũ khí và động thái sử dụng bom dẫn đường của Nga. Ông cùng các quân nhân đã thảo luận về các biện pháp chống lại loại vũ khí này. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh mới đây tiết lộ rằng Ukraine đã buộc phải đưa ra các quyết định chiến lược về việc rút khỏi một số khu vực nhằm tăng cường tuyến phòng thủ của họ trong cuộc xung đột với Nga. Theo quan chức Lầu Năm Góc, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều quyết định tương tự do Washington không rót thêm nguồn viện trợ cho nước này, trong bối cảnh các đề xuất hỗ trợ quân sự mới cho Kiev vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Vào đầu tháng 3, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết các quan chức Ukraine đang lo ngại kịch bản quân đội Nga có thể lấy lại động lực trên chiến trường và xuyên thủng tuyến phòng thủ của nước này vào mùa hè nếu các đồng minh không tăng nguồn cung cấp đạn dược. Giữa lúc đánh giá của Ukraine về tình hình chiến trường đang ngày càng ảm đạm, lực lượng Nga lại đang tăng cường áp lực dọc các mặt trận, chiếm giữ một số ngôi làng lân cận Avdiivka. Một quan chức châu Âu giấu tên nói với Bloomberg rằng những tổn thất này sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các đồng minh của Kiev. Tình báo Ukraine nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin và quân đội Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu chiếm giữ các khu vực rộng lớn như Odessa. Tùy thuộc vào kết quả của chiến dịch tấn công hiện tại, Nga có thể quyết định tiếp tục tiến công chậm nhưng ổn định hoặc tập hợp lực lượng cho một cuộc tấn công quyết định vào mùa hè. Duke Inform dẫn thông tin từ Trung tướng Oleksandr Pavlyuk, tư lệnh lực lượng lục quân của lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, quân đội nước này đã quyết định rút một số đơn vị ra khỏi những khu vực tiền tuyến để tập trung khôi phục khả năng chiến đấu. Ông Pavlyuk nói, chúng tôi đang khôi phục khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội đã rút khỏi vùng chiến sự. Giai đoạn đầu bao gồm các kỳ nghỉ, điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tiếp theo, các binh sĩ sẽ được huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện, cả huấn luyện cơ bản và huấn luyện chuyên nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai. Ông Pavlyuk cho biết thêm, sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, các đơn vị này sẽ được khôi phục và trở lại tiền tuyến để chiến đấu với sức sống mới. Tướng Pavlyuk gần đây cũng đã đến thăm các quân nhân Ukraine đang được điều trị và phục hồi chức năng ở Wiesbaden trong chuyến công tác tới Đức. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tá Oleksandr Sirsky từng tuyên bố bắt đầu quá trình luân chuyển và thay thế các đơn vị, tiểu đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến trong một thời gian dài. Ông Sirsky nói, tin vui là, mặc dù tình hình khó khăn trên toàn tuyến, chúng tôi vẫn có thể bắt đầu quá trình luân chuyển, thay thế các đơn vị. Tiểu đơn vị đã làm nhiệm vụ chiến đấu ở tuyến đầu từ khá lâu. Điều này giúp cho tình hình chiến sự được kiểm soát và cải thiện tinh thần cũng như tâm lý của binh lính. Tuy nhiên, ông Sirsky thừa nhận rằng tình hình hoạt động ở mặt trận phía đông vẫn còn nhiều thách thức. Sau khi phân tích chi tiết, tất cả các quyết định cần thiết đã được đưa ra nhằm tăng cường các đơn vị có dự trữ, đạn dược và tài sản tác chiến điện tử. Tổng tư lệnh Ukraine đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ đảm bảo khả năng phục hồi, khả năng phòng thủ của quân đội nước này ở khu vực phía đông của mặt trận. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng quân đội Nga có thể tận dụng tình trạng thiếu đạn dược và thiết bị quân sự của Ukraine để đẩy mạnh tấn công. Việc quân đội Ukraine ưu tiên các khu vực tiền tuyến có nguy cơ cao nhất trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga có thể tạo ra những lỗ hổng ở những nơi khác. Trong trường hợp nguồn cung vũ khí và đạn dược cho Kiev tiếp tục suy giảm, Moscow sẽ lợi dụng điều này để tấn công bất ngờ và có thể tạo ra bước đột phá trên tiền tuyến. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News diễn ra ngày 28 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng nước này đã kìm chân được quân đội Nga trong những tháng mùa đông khắc nghiệt, nhưng chưa sẵn sàng phòng thủ trước một đợt tiến công lớn của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2024. Ông Zelensky thừa nhận Nga vượt trội Ukraine về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo binh, vốn có vai trò then chốt trong cuộc xung đột hiện nay. Ông Zelensky mô tả, ở Bakhmut, Avdiivka, Lysychansk và Soledar, thật khó để chiến đấu với đối phương có đạn pháo có thể bắn xa hơn 20 km. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev cần nhiều hệ thống pháo binh và tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông đồng thời hối thúc Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vốn đang mắc kẹt tại Hạ viện do bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
khi được hỏi liệu Ukraine có thể thua cuộc nếu thiếu sự giúp đỡ của Mỹ hay không. Ông Zelensky cho hay, đó là sự thật. Chúng tôi sẽ thua, tất nhiên không phải trong một ngày. Chúng tôi sẽ mất một phần lãnh thổ. Đó là thách thức lớn. Ông Zelensky cũng mô tả, phần lớn ngân sách mà Mỹ viện trợ cho Ukraine thực tế vẫn ở lại nước Mỹ. Ông Zelensky nhận định, thành thật mà nói, số tiền được phân bổ trong hầu hết các trường hợp khoảng 75-80% ở Mỹ. Đạn dược đang đến với chúng tôi, nhưng quá trình sản xuất, tiền và thuế đều ở lại nước Mỹ. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, bên cạnh việc đặt hàng vũ khí từ các nhà sản xuất để chuyển thẳng cho Ukraine, Mỹ đã hàng chục lần rút vũ khí trực tiếp từ kho dự trữ để có thể nhanh chóng chuyển giao cho lực lượng của Kiev. Lầu Năm Góc sau đó được bổ sung các đơn đặt hàng mới nhằm bù đắp phần đã được rút ra để viện trợ. Tháng 2 năm 2024, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Shalanda Young từng xác nhận, dù Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, nhưng chính các cơ sở công nghiệp của Mỹ nhận phần lớn nguồn viện trợ đó để chế tạo thiết bị, vũ khí, đạn dược. Và điều đó nghĩa là thêm việc làm lương cao cho người dân Mỹ. Bước sang năm chiến sự thứ ba, Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường khi hạ tầng công nghiệp quốc phòng gần như bị Nga xóa sổ, trong khi nguồn viện trợ từ phương Tây bị thu hẹp. Ở chiều ngược lại, Nga đã thích ứng với các lệnh trừng phạt và tăng sản lượng vũ khí lên mức chưa từng có. Từ cuối năm 2023, Nga đẩy mạnh tiến công ở mặt trận Donetsk, trong khi duy trì tần suất không kích các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine. Sáng ngày 29 tháng 3, cảnh báo không kích cùng các tiếng nổ lớn vang lên ở vùng Donetsk, Khmelnytsky cùng thủ đô Kiev khi Nga mở đợt không kích mới bằng tên lửa và UAV. Trong khi đó, ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang ở trạng thái trì trệ trên chiến tuyến do phương Tây không cung cấp đủ thiết bị quân sự cho Kiev để đạt được bất kỳ sự tiến bộ đáng kể nào. Phát biểu với đài phát thanh NV, ông Mikhail Podolyak phàn nàn rằng Kiev hiện không có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động tấn công hiệu quả nhằm làm suy yếu quân Nga. Vị quan chức Ukraine thừa nhận, nhìn chung nguồn cung cho Ukraine đang bị chậm chạp, khiến giới chức đưa ra quyết định chậm về các công cụ thích hợp, dẫn tới sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến. Đồng thời cho biết, lực lượng Kiev đang hoàn toàn ở thế phòng thủ tại các vùng Donetsk, Lugansk và Zaporizhia. Ông Podolyak lập luận, sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, mà theo ông là không đủ sức để bóp nghẹt ngành công nghiệp quân sự của Nga. Ngoài ra, yếu tố khác là nguồn cung vũ khí từ phương Tây cũng chưa đủ để hỗ trợ Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho hay, chúng tôi đang nói về máy bay không người lái, đạn dược và tăng cường đầu tư đáng kể vào sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự trì trệ này không có nghĩa là bế tắc, không phải là Ukraine không biết phải làm gì trong cuộc chiến này. Bình luận của ông Podolyak một lần nữa làm dấy lên những tranh luận liệu Ukraine có hy vọng giành phần thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Ủy ban điều tra Nga ngày 28 tháng 3 công bố kết quả điều tra ban đầu về các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City, ngoại ô thủ đô Moscow vào cuối tuần trước. Báo cáo nêu rõ, các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng quan trọng cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền từ Ukraine dưới dạng tiền ảo. Số tiền này sau đó được dùng để chuẩn bị cho vụ tấn công. Ủy ban điều tra cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã xác định và giam giữ một nghi phạm khác được cho là có liên quan đến việc tài trợ khủng bố, nhưng không nêu rõ danh tính của người này. Trước đó, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, ông Alexander Botnikov nói với các phóng viên rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đã hỗ trợ các nghi phạm khủng bố tại Moscow. Theo ông, Ukraine có thể đã mở cửa sẵn sàng để các nghi phạm vượt qua biên giới sang Ukraine sau khi thực hiện trót lọt vụ tấn công đẫm máu. Tối hôm 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Krokus City ở ngoại ô thủ đô Moscow. Những người này đã xả súng điên cuồng, sau đó phóng hỏa nhà hát. Vụ tấn công khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm được cho là trực tiếp tham gia tấn công và đều mang quốc tịch Tajikistan. Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine và các đồng minh phương Tây có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây vẫn bác bỏ cáo buộc của Moscow. Hồi đầu tháng 3, Mỹ và một loạt các quốc gia châu Âu đã khuyến cáo công dân của họ tránh đến những nơi tụ tập đông người như các sự kiện âm nhạc do lo ngại nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra.
giới chức Mỹ khẳng định cũng đã đưa ra cảnh báo cho các cơ quan an ninh của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 28 tháng 3 cho biết, Washington thậm chí đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho phía Moscow vào sáng ngày 7 tháng 3 về nguy cơ một cuộc tấn công của các phần tử cực đoan. Ông Kirby nói, Mỹ đã tuân thủ các thủ tục thông thường và thông qua các kênh được sử dụng nhiều lần trước đây để gửi đi cảnh báo bằng văn bản tới các cơ quan an ninh Nga. Thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp Nga ngăn chặn vụ tấn công này và Điện Kremlin biết điều đó. Bình luận này được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn các nguồn tin nói rằng Mỹ không chia sẻ với các đồng nghiệp Nga tất cả dữ liệu về vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước tại Krakow City do lo ngại Moscow có thể biết được về những người cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Mỹ và phương pháp tình báo của họ. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga Alexander Botnikov, thông tin về khả năng chuẩn bị tấn công khủng bố ở Nga do phía Mỹ truyền đi hồi đầu tháng 3 chỉ mang tính chất chung và các cơ quan đặc biệt của Nga đã phản hồi. Đại diện nhóm khủng bố khét tiếng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa lên tiếng kêu gọi người ủng hộ tấn công vào các nước phương Tây và đồng minh sau khi nhận trách nhiệm về vụ khủng bố vào nhà hát Nga. Hãng Reuters đưa tin, người phát ngôn của IS Abu Huthaifa al-Ansari đã khen ngợi vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát ở Moscow hồi tuần trước, khiến 143 người thiệt mạng. Trong một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng tin nhắn Telegram hôm 28 tháng 3, phần tử khủng bố này thậm chí còn kêu gọi các chân rết của IS nhắm mục tiêu vào quân thập tự chinh ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel. IS nhánh Afghanistan, hay còn gọi là ISK, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong 20 năm qua trong lãnh thổ Nga tại nhà hát Krakow City, Moscow. Hồi đầu tuần, kênh truyền thông của ISK đã đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 tháng 3 nói rằng Moscow rất khó tin rằng IS có thể tiến hành một cuộc tấn công như vậy. Các nhà điều tra Nga hôm 28 tháng 3 cũng cho biết họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, một nhận định mà ngay lập tức bị Mỹ bác bỏ và gọi là vô căn cứ. Phía Ukraine tuyên bố không có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, Mỹ khẳng định có thông tin tình báo cho rằng ISK là bên duy nhất tiến hành vụ khủng bố. Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm trong 24 giờ đầu tiên kể từ sau khi vụ tấn công xảy ra, trong đó 7 người đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan và số còn lại đến từ Kyrgyzstan. ISK đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng lớn hơn nhiều. Mặt khác, vụ tấn công khủng bố ở Nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng nhắn tin Telegram. Điện Kremlin hôm 28 tháng 3 đã kêu gọi chủ sở hữu Telegram Pavel Durov hãy chú ý hơn sau khi truyền thông Nga nói rằng ứng dụng nhắn tin này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công vào nhà hát. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có ý định chặn Telegram nhưng kêu gọi ông Durov cần phải chú ý với các hoạt động trên ứng dụng này. Ông Peskov nói, chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ ông Pavel Durov bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố. Ông Durov sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì mà một loạt người dùng không rõ danh tính đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới. Ông tuyên bố hàng chục ngàn nỗ lực gửi những tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng ngàn tài khoản bị chặn vĩnh viễn. Ông Durov cho biết từ tuần tới, Telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo AI để lọc các nội dung. Ông Durov nhấn mạnh, Telegram không phải là nơi dành cho thư giác hay kêu gọi bạo lực. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu đúng ISK đứng đằng sau vụ khủng bố gần Moscow, tình hình sắp tới sẽ càng căng thẳng, không chỉ ở nước Nga mà còn trên toàn châu Âu. Nga đã treo cờ rủ trong ngày 24 tháng 3, ngày quốc tang dành cho các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. Tại khu phức hợp Krakow City Hall gần thủ đô Moscow, người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài khu phức hợp ở thành phố Krasnogorsk, nơi 4 tay súng xông vào, cướp đi mạng sống của gần 140 người, bao gồm 3 trẻ em và làm hơn 150 người bị thương vào tối ngày 22 tháng 3. Trong khi đó, người dân xếp hàng dài ở Moscow để chờ hiến máu cứu những người bị thương trong vụ tấn công chết chóc nhất hai thập kỷ qua ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những ai đứng sau vụ tấn công này. Rất nhanh sau vụ khủng bố, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm,
Thậm chí nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh các tay súng và video chúng xả súng tại hiện trường thông qua kênh truyền thông Amac. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không hề nhắc tới nhóm khủng bố từng thống trị nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria này trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 23 tháng 3. Thay vào đó, ông nói đã có 11 nghi phạm bị bắt, trong đó 4 kẻ ra tay trực tiếp bị bắt khi đang chạy tới vùng Bryansk, cách Moscow 340 km về phía Tây Nam và cố thoát ra khỏi biên giới Ukraine. Theo đài RT, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cũng khẳng định nhóm tay súng có liên hệ với Ukraine. Đáp lại, phía Ukraine liên tục phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công. Mới nhất, trong video phát đêm 23 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ông Putin đang tìm cách đổ lỗi cho người khác. Hiện các chi tiết của vụ khủng bố đang được giới chức Nga điều tra, bao gồm động cơ tấn công. Trong đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, một nghi phạm khai bằng tiếng Nga không rành rọt rằng y được hứa cho tiền để bắn người với giá nửa triệu rúp. Một nghi phạm khác có thông dịch viên Tajikistan hỗ trợ. Giới chức Nga chưa thông tin về quốc tịch của các nghi phạm, chỉ xác nhận không ai trong số này mang quốc tịch Nga. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định, chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin về một âm mưu tấn công ở Moscow cho Nga từ đầu tháng 3, đồng thời cảnh báo công khai người dân Mỹ tại Nga, dù thông tin này đã bị phía Nga phủ nhận. Ngoài ra, người phát ngôn Adrian Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh IS là thủ phạm duy nhất gây ra vụ khủng bố ngày 22 tháng 3. Bà Watson nhìn nhận, Ukraine không hề liên quan đến vụ việc. Trang The Conversation cho rằng cách thức tiến hành vụ việc hôm 22 tháng 3 phù hợp với các cuộc tấn công trước đó của IS. Theo Reuters, chưa rõ vì sao IS, cụ thể hơn ở đây là nhóm IS Khorasan hay ISK, nhánh của IS ở Afghanistan, lại chọn thời điểm này để tấn công nước Nga. Tuy nhiên, ISK liên tục gây ra nhiều vụ tấn công khắp châu Âu trong những năm gần đây, bao gồm Nga. The Conversation thống kê, nhóm này âm mưu khủng bố khoảng 21 vụ tại 9 nước trong năm 2023, tăng nhanh so với 8 vụ của năm trước. Nghiêm trọng hơn cả là vào tháng 11 năm nay, ISK đã đánh bom tự sát kép trong ngày lễ tưởng niệm ngày mất của tướng Qasem Soleimani tại thành phố Kerman, Iran, làm chết gần 100 người. Tại Nga, IS đã gây ra nhiều vụ tấn công trong thời gian từ 2016 đến 2019, cộng thêm nhiều âm mưu khác từ năm 2021 đến 2023. Vào tháng 9 năm 2022, ISK từng đánh bom đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Nếu đúng ISK đứng sau vụ khủng bố này, tình hình sắp tới sẽ càng trở nên căng thẳng hơn, không chỉ ở Nga mà còn trên toàn châu Âu. Trong trường hợp Nga xác định nhóm này là thủ phạm và lên kế hoạch đáp trả, vòng xoáy bạo lực sẽ lan rộng. Vụ việc cũng nhắc nhở thế giới rằng IS và tổ chức Al-Qaeda cùng các nhóm khủng bố khác đang trỗi dậy. Sau khoảng 5 năm gần như hoạt động chỉ ở phía Tây và châu Á, Trung Đông và châu Phi, những nhóm này trực chờ gây ác mộng cho phương Tây. Trong diễn biến chiến sự nóng tại khu vực quân khu phía Bắc, xe tăng được trang bị tên lửa dẫn đường của lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi xuyên thủng xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine. Một nguồn thạo tin chia sẻ với Sputnik cho hay, tên lửa xe tăng của Nga trong vùng chiến dịch đặc biệt có thể tiêu diệt hiệu quả bất kỳ phương tiện xe bọc thép nào mà Ukraine đang có, bao gồm cả các loại của NATO. Theo nguồn tin này, xe tăng T-72B3 cũng như T-72B3M, T-80BVM và T-90M tối tân của Nga trong vùng chiến dịch đặc biệt đều sử dụng tổ hợp vũ khí có điều khiển Reflex-M được trang bị tên lửa dẫn đường INVA-M1. Nguồn tin tiết lộ, tên lửa dẫn đường 9119M1 INVA-M1 thường xuyên được sử dụng trong hoạt động tác chiến ở khu vực chiến dịch đặc biệt. Nhờ đầu đạn tích lũy song song, khả năng xuyên giáp trung bình của các loại tên lửa chống tăng này đối với lớp giáp phía dưới giáp phản ứng nổ bổ sung là khoảng 800mm. Kết quả là tất cả các loại xe bọc thép thuộc biên chế của quân đội Ukraine, bao gồm cả các mẫu xe của NATO cung cấp, đều có thể bị những tên lửa này xuyên thủng ở bất kỳ góc độ nào, kể cả xe tăng ở góc chính diện. Nguồn tin nói thêm rằng, đã có trường hợp cơ số đạn dược trong xe bọc thép của Ukraine phát nổ ngay khi chúng loạt tên lửa INVA đầu tiên. Nguồn tin cho biết, những tên lửa này cũng được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ thuộc loại nhỏ như các cứ điểm hỏa lực. Theo người đối thoại của hãng tin, vũ khí dẫn đường giúp xe tăng Nga như được nối dài thêm cánh tay vì chúng có tầm bắn hạ chính xác mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5,5 km, trong khi đạn xuyên giáp dưới cỡ nòng không được điều khiển của xe tăng Ukraine, bao gồm cả các mẫu xe nước ngoài, có tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu cỡ nhỏ tối đa là từ 2 đến 2,5 km. Súng cối tự hành M120 Rak hiện đại đầu tiên do Ba Lan sản xuất, viện trợ cho Ukraine mới đây, đã bị quân đội Nga phá hủy tại Ukraine. Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2023,
chiếc súng cối đã được đưa vào kho của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 44 của Ukraine. Ngoài nhận viện trợ, Ukraine được cho là đã mua thêm 54 khẩu cối tự hành M120 RAK để đưa vào trang bị cho lực lượng pháo binh. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 44, lúc đó đang tham chiến gần Kupiansk cho biết, cối tự hành M120 RAK có hỏa lực tốt và độ chính xác cao hơn so với pháo 2S1 Grozdika biên chế trước đó. Tuy nhiên, mới đây, một khẩu cối tự hành M120 RAK của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy. Súng cối tự hành M120 RAK cỡ 120mm, sử dụng nòng trơn, dài gấp 25 lần đường kính L-25, thực sự là một loại vũ khí vạn năng, có thể bắn theo quỹ đạo thẳng và cầu vồng. Năm 2008, doanh nghiệp Ba Lan Huta Stavela Wola, nhà cung cấp thiết bị quân sự truyền thống cho quân đội nước này, đã giới thiệu súng cối tự hành M120 RAK được gắn trong một tháp pháo kín. Mô đun chiến đấu của hệ thống súng cối được chế tạo dưới dạng tháp bọc thép xoay, vỏ giáp nhẹ cung cấp khả năng chống đạn từ vũ khí nhỏ cỡ nòng thông thường ở khoảng cách 30m trở lên và khỏi các mảnh đạn 155mm khi nổ ở khoảng cách 100m. Nòng súng cối có góc nâng hạ, góc tà trong khoảng âm 3 độ đến 80 độ và góc xoay ngang, phương vị đủ 360 độ. Hệ thống chuyển động dẫn hướng của tháp pháo là cơ điện. Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu là 46 viên, với 20 viên nằm trong tháp pháo trong một ổ quay và 26 viên khác bố trí quanh thân xe. Với tốc độ bắn theo công bố là 10 đến 12 phát một phút nhờ cơ chế nạp đạn tự động. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số Topaz là sản phẩm do VKB Electronics phát triển, sẽ định hướng và tham chiếu địa hình tự động thông qua bộ điều hướng GPS, chỉ báo hướng và hệ thống quan tính Talin 5000. Nhờ tự động hóa cao nên tổ hợp cối tự hành chỉ cần kíp chiến đấu 2 người, người lái xe và chỉ huy kiêm vai trò xạ thủ. Việc nhắm mục tiêu của tổ hợp cối tự hành này thông qua cần điều khiển. Tổ hợp cối tự hành còn được tích hợp mạng C4ISR cấp chiến thuật, cho phép kíp xe nhanh chóng tìm thấy mục tiêu và khai hỏa trong vòng chưa đầy 30 giây sau khi dừng lại ở vị trí bắn. Trong quân đội Ba Lan, súng cối tự hành M120 Karak mặc dù có tầm bắn ngắn hơn nhưng sẽ thay thế các loại pháo 2S1 Vosika trong vai trò pháo cấp trung đoàn. Ban đầu, Ba Lan dự kiến gắn súng cối tự hành trên khung gầm 2S1 Vosika. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ đã chọn khung gầm bánh lốp của xe bọc thép chở quân Wolverine. Bên cạnh việc phá hủy súng cối tự hành M120 RAK đầu tiên của Ba Lan, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã lần đầu kéo về hậu phương thành công chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder-1A3 được Đức viện trợ cho Ukraine. Ngày 28 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Cận vệ số 1 của cánh quân Nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Marder từ tiền tuyến trên hướng Avdiivka. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất. Video do quân đội Nga công bố cho thấy, chiếc Marder 1A3 mắc kẹt giữa bùn lầy trên tuyến đường gần Avdiivka. Các binh sĩ Nga nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra nội thất và tiến hành chiến dịch kéo nó về hậu phương. Đây là chiếc xe Marder đầu tiên lực lượng Nga thu hồi được trên chiến trường Ukraine. Với thiết giáp vẫn ở trạng thái tương đối nguyên vẹn, với đủ cơ số đạn pháo 20mm, chỉ bị vỡ nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái. Công việc thu hồi thực sự khó khăn khi phải tiến hành vào ban đêm. Một binh sĩ Nga cho biết, chúng tôi lái chiếc xe đó dọc tuyến đường đã lên kế hoạch từ trước, không thể bật đèn để tránh bị đối phương phát hiện. Chiếc xe vẫn còn đầy đủ chức năng và có thể di chuyển bình thường. Tất cả mọi thành phần, bộ điều khiển gần như vẫn còn nguyên. Phó chỉ huy đơn vị kỹ thuật tham gia thu giữ xe cho hay, sau khi kiểm soát Avdiivka, chúng tôi không nghỉ ngơi mà liên tục tiến quân đến các ngôi làng lân cận. Đối phương mở nhiều cuộc phản kích từ hướng đông và bắc, một trong số đó khiến họ bị mất chiếc Marder. Các quân nhân Nga cho biết, chiếc xe Marder 1A3 Ukraine quá nặng và bị sa lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái phải bỏ xe và rút về tuyến sau. Quá trình tịch thu phương tiện được chuẩn bị cẩn thận, lính Nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời đảm bảo bí mật do khu vực này nằm gần tiền tuyến và vẫn xảy ra giao tranh. Xe bị hư hỏng nhẹ vì vướng mìn do lính Ukraine cải lại nhưng không ảnh hưởng tới quá trình di chuyển. Lái xe có biệt danh Shuba thuật lại, công việc rất khó khăn, chúng tôi phải lái xe trong đêm tối, dọc theo tuyến đường vạch sẵn mà không được bật đèn để tránh bị phát hiện. Tháng 3 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được những chiếc IFV Marder 1A3 đầu tiên do Đức viện trợ, với số lượng là 20 chiếc. Đợt bàn giao thứ hai được thực hiện từ tháng 6 năm 2023. Tính đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3.
tất cả đều được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall. Thống kê nguồn mở cho thấy, ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 2 chiếc hư hại và 4 chiếc bị tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Những chiếc IFV Marder 1A3 cung cấp cho Ukraine không phải là xe sản xuất mới. Hiện tại, Đức đã loại biên phương tiện này. Số xe thiết giáp mà Đức viện trợ cho Ukraine đều là phương tiện đã qua sử dụng. Trước khi chuyển giao cho Kiev, các nhà máy của Rheinmetall đã phải sửa chữa lại. Đầu tháng 9 năm 2023, tập đoàn Rheinmetall thông báo chính phủ Đức đã ủy quyền cho tập đoàn này cung cấp thêm 40 chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 cho Ukraine. Đơn hàng mới sẽ nâng tổng số xe Marder do Rheinmetall cung cấp cho Ukraine lên 80 chiếc. Trước đó, Nga cũng đã thu giữ xe chiến đấu Bradley M2A2 IFV của Mỹ và CV9040 của Thụy Điển, hiện đang phục vụ trong quân đội Ukraine. Việc thu giữ các mẫu xe thiết giáp Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine đem lại nhiều lợi ích cho Nga trong việc phát triển các phương tiện bọc thép trong tương lai. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi của quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.